Dõng ra đây người ta bắt người ta ngủ nè, mát lắm tại nó gần biển đó, với người ta đem theo mấy cái tàu nhỏ nè, mấy cái xuồng á đó. Đó người ta ra người ta khem bền nhiều á cả nhà, thấy không đó, người ta chui vô lùm á đầy luôn, hè vô là người ta vô đây chơi nhiều quá vậy. Nước lớn nè, đi vớt ghẹ là hết sảy luôn. Ô, cái xe đó người ta build lên, người ta bán iRim rồi cả nhà. À, trời này kéo tàu ra đây chơi hết sảy mà. À, wow, nước lớn đã ơi đời. Hả? Hả? Wow, nước kìa trong luôn cả nhà. Lá quá nhưng mà lá cây hơi bị nhiều nha. Ồ, bên này nước nó sạch mà nó lia dễ sợ luôn. Vô hè là bà con đi biển gì dữ lắm cả nhà. Nhìn nhìn xa xa nó tưởng sâu chứ thực chất là nó không có sâu cả nhà. Phía ngoài đó đó. À, cả nhà thấy đó, tạo đậu không? Mình ở đây mình nhìn mình nghĩ là biển ở ngoài đó nó sẽ rất là sâu, nhưng thực chất có nhiều chỗ nó rất là cạn. Cạn một đứa nít cỡ con em nó có thể đậu được luôn. Con có mở cửa được đâu mà con có mở cửa được đâu mà con mở. Phía bên đây là Borem nha cả nhà. Còn bây giờ là băng qua bên đường là mình có thể đi bộ dọc bờ biển, hoặc mình tắm với có quán bar ở dưới.
Coi kìa, có máy bay bay lên kìa, tại gần ngay sân bay á, cái chỗ này là ngay sân bay nên ngắm máy bay bay cũng đẹp cả nhà. Phía bên đây người ta đi chơi rất kỳ nhiều lắm mà cả nhà, không có một chỗ dành cho quăng đồ ăn mấy con gì nó bu quá trời kìa mà liền, cái con gì ngoài biển á. Cuối tuần Florida vô mùa hè nhưng mà không nóng lắm, cái người ta ra bãi biển người ta ngồi hóng gió kìa, cũng giống như là mấy người mọi người ở bên Việt Nam mà nhà ở Vũng Tàu hay Nha Trang là gần biển vậy đó, cuối tuần chạy ra đây chơi nhậu nhẹt barbecue đến bài hoặc là ra đây tập thể dục nếu mà nhà gần, xuyên xuyên ra đây chạy bộ thì vậy, nó cũng không quá xa. Ai mà vòng vòng ở trong Florida thêm bà thì ra đây gần lắm. Giờ này 7 giờ tối ở nhà, số lượng người ta ra đây còn quá trời luôn, rồi trời nó vẫn còn sáng á. Nhất like tắm biển đó nhà, thấy không, phu bạc kinh luôn. Giờ phải chạy kiếm chỗ đậu mới vô được nè, đi chỗ đậu cũng hơi khó. Ngoài biển á, vui cái cả nhà biết có điều không, là thường nếu mà mình uống bia rượu á, là mình phải ngụy trang mình bỏ vô cúp, hoặc là từ bia cái rượu là mình bỏ vô mấy cái lon để cho người ta không có thấy. Aiden, để bác bạc xuống đi con, nhưng mà ở đây đá sao làm sao tắm nha, không sao rồi, ok. Máy bay đang bay lên đó cả nhà, tại ngay sân bay luôn. Đến đây là ngắm máy bay bay. Ở đằng đó có người ta tắm nhiều quá chồng. Phía dưới đó người ta tắm nhiều à. Trời ơi. Thường mà đi ra bãi biển á, nói chứ ở đây á, Mỹ Đen với Mễ nó hút cỏ quá trời cả nhà ơi. Hả? Em sợ con nó té nên em đi trong đây. Nước chạm queo à, té không sao đâu. Mua cái xe
mua cái xe cuốn chả giò chiên ra đây bán, không biết có ai mua không trời. Thấy người ta làm cái xe kem á cả nhà, ta bán cà lem ở ngoài đây nè, mắc lắm, mắc hơn là mình mua ở trong siêu thị nữa. Giờ ví dụ mình ra đây mình làm mấy món Việt Nam chả giò đồ, mình ra đây mình bán cũng được cây à, không biết có người mua không nữa. Hả? Wow, mấy cái xe nhìn dễ thương cái gì. Da đen nhưng mà màu đen hơi bị nhiều hơn là da vàng. Trời ơi, mạnh ai mạnh người nào người nọ bắt nhạc, họ bắt nhạc mễ đi ba nhạc gì ồn quá trời, đi qua phải tắt video clip bớt. Thì hên chỗ nào có chỗ đậu thì vô đậu thôi. Anh kiếm chiếc xe làm xe bán chả giò, bán bánh mì dạo đây được anh, kiếm thêm thu nhập. Ô chiếc này nhìn cũng dễ thương á anh. Ê, ta chạy mùa hè ta chạy chiếc này kiểu này nhiều nè cả nhà. Chiếc này mua cũng hai mấy 30 ngàn hình như hơn cỡ đó. Bữa em coi giá mà em quên nè, mình mua cũ rồi lại thì rẻ hơn. Trước mặt là nhà tắm toilet công cộng cả nhà. Ôm dịch nước sâu chứ người ta ra tới ngoài ta tắm nè. Chỗ này cho tắm nè, miễn phí, xong cái lên đây thay đồ. Trời, nước lớn quá, muốn xuống bắt ốc cũng hơi bị khó cả nhà coi nè. Thấy nước nó cạn cạn chút, bắt ốc với tối đến có thể ra đây vớt ghẹ nè. Xa xa là một cây cầu, cái cây cầu mà thường em đi qua cái chỗ vớt ghẹ cả nhà, thì chỗ nào cũng qua chỗ vớt ghẹ được, nhưng mà cái cầu đó em hay quay nhiều nhất đó. Cái nhà thấy không, ba cây cầu nó cứ cây này tới cây kia tới cây nọ vậy đó. Mập quá là ra biển tắm mà cũng mắc cỡ nữa. Mấy cái vỏ hào quá trời, mà hào ở đây nhỏ nhỏ thôi mà. Ở bên đây là giờ này là mùa này là tuy là mùa gần sắp vô mùa hè chứ Florida vậy là mát mà. Thôi nước cực kỳ lạnh luôn cả nhà. Oh my god. Rồi nước lạnh quá đi định.
Wow. Yeah. Oh, nước còn mùa này vẫn còn lạnh quá trời luôn, không biết ra xa nó có mát không, chứ đi dạo dạo dọc bờ biển này là ô mẹ ơi, nó đánh lạnh quá trời luôn, chúng hai cái giò xuống nó lạnh. Này tối á, mình ra phía bên đây nè, đi lại chỗ đó cả nhà, ngồi ngắm lên phố, tối á, ta lên đèn á, cảnh biển đẹp lắm đó. À, có thể ở đó ngồi ăn ngắm biển. Con muốn đi xuống dưới hả? Nước biển á, thì nếu mà đi qua bên kia á, thì nó phía ở ngoài đại dương hơn á, nó gần hơn, ở ngoài offshore hơn thì nước biển sẽ sạch hơn trong đây, nhưng mà em thấy nước biển trong đây là cũng quá trời sạch rồi, đâu thua gì ở ngoài Vũng Tàu đâu, mà nó gần nhà nữa, cho con chơi gần về ấy, tại vì ha cả nhà thấy không, đậu Bạc Kinh nó ra đây tắm biển xong về nhà chạy đi mua đồ ăn dễ, còn mà mấy cái chỗ mà bữa em quay á là không có chỗ bán đồ ăn, là mình phải tự xách theo mình ăn. Ở đây mình cũng có thể gọi deliver, người ta đem đồ ăn tới cho mình luôn. Còn mấy cái biển ngoài kia là phải đem theo đồ ăn, hoàn toàn để theo đồ ăn. Em rủ con gái kêu nó lên nhà hàng đó, nó ăn sau lưng nhà hàng đó. Ở bên đó nó có cái view đẹp lắm, nó có mấy cái nhà, mấy cái nhà nó bêu bằng lá đó nha, nhìn lãng mạn lắm. Mấy chiếc jet ski người ta đậu bên bển nhiều lắm. Mỹ tự tin khoe dáng. Bây giờ thấy không? Xuống đây. Trời ơi, chụp hình mà giờ này hoàng hôn xuống cực kỳ đẹp luôn. Gió mát lạnh luôn, 7:30-8 giờ tối. Cả nhà mà ở bên Mỹ, mấy bang khác á, ai mà thích không khí nhiệt đới á, như ở Việt Nam mà gần biển ăn hải sản á, thì dọn về đây ở retire dưỡng già, ở dưới đây là tốt nhất, tuyệt vời luôn cả nhà. Ừ. Chào. Ừ. Đợi hoàng hôn xuống đẹp ơi mà lì. Đó, 7:30-8 giờ tối cho đó lên đèn đẹp nè. Chuẩn bị hoàng hôn buông xuống. Ok, hoàng hôn đây, để chụp hình cảnh này cái. Thank you.
vớt nữa kìa. Định kiếm ốc kẹ mà nước nó sâu quá. Nè, cắm ngay nè. Ừ, nó đâu có sâu đâu. Kìa, yeah, múc mì ngoài đó đâu có sâu đâu. Cà lem đến rồi, cà lem đến rồi. Đi lát khô. Chỗ này á, ta đâu có cho tàu vô đâu, bởi mấy cái tàu kia đó, chạy phải chạy xa. Thấy nhỉ, thấy không? Thì chỗ này là dành cho người ta bơi với người ta ngắm cảnh, còn Borem là chạy phía bên kia. Con chui vô cho mệt. Trời ơi, cái này nước cạn á nhà, là mình có thể đi theo cái thạch này luôn nè. Đẹp quá em ơi. Em ơi. Ồ, ghế này ngồi chụp hình lãng mạn quá. Lên đây mẹ ngồi đi. Thay cha con rửa. Rửa nước gì dữa vợt. Định ra kiếm gì đó vớt mà không có gì để vớt á. Nước biển lạnh quá, định ra tắm, nhưng mà giờ này bạn 8 giờ tối đó nha. Lạnh quá tắm không nổi. Ở đây người ta chải vỏ ốc nè. Ê, cái chị đó rảnh không? Chị đó vừa lụm vỏ ốc ấy hình hình gì kìa. Đó, cái bạn đó đó. Giờ này gió thổi lạnh luôn. Dọc dọc theo này mà không ngó rồi té cái tủng. Ừ. Rồi có con ghẹ chồng phóng xuống chồng vớt nha. À nè, anh thấy không, mua chiếc xe mà có giường ngủ ra đây tắp đây, tối nấu nướng ngồi ngủ ngắm cảnh biển cũng đẹp lắm anh. Rồi ngày mai cái chiều tối ra đây ngủ, sáng mai về vậy đó. À, nước nó đang cạn từ từ nè, lòi đá lên nè. Anh có cua kẹn, cua kẹn, cua kẹn, cua nè, cua cua. Come baby. Để con nó đang ráp mấy ốc trong nhỏ kia.
thấy nhớ gì? Thấy bé kia ráp con ốc xong rồi chụp hình lại với ba cứ muốn. Kìa nè. Nè cả nhà thấy không? Ở trên mấy mỏm đá quá trời ốc luôn. Nè. Ô nước cạn đi lắm. Nước cạn đi lắm móc luôn nè. Mà canh nước cạn á cả nhà, nó cạn xa ra tới cái cây ở phía ngoài đó luôn, mình có thể đi ra ngoài cả mấy mét luôn. Đó ve khoảnh mấy thì mình ve ve cái đuôi vô để đồ ăn phía sau cho mấy đứa thích ngồi chơi nghe nhạc coi cà tuôn, là bắt cái ghế đây có thể ngồi ăn nhậu đứng barbecue nếu mình muốn ở đây nè. Ở đây á thì phải muốn vớt ghẹ thì phải chờ nước rút chí tối đến á, mà mình ở đây mình vớt ghẹ được rồi cả nhà. Ở trong đây nước nó đánh rồng nhiều quá trời, màu nước ngoài nó xanh, màu xanh ngọc bích. Đứng vô đi. Trên đám mây thì giống như nhìn có tưởng tượng như là hai cái mặt đối đầu rồi nhau rồi. Nhìn lên đám mây đó như hai cái đầu người, người phụ nữ đang hùng nhau. Trời cực kỳ trong xanh, gió thổi se se lạnh. Không phải là I'm sorry.
thì dễ hơn. Thank you cả nhà đã xem hết video clip của vợ chồng em. Hẹn cả nhà những video